Hello mọi người, hôm nay là ngày thứ sáu, mùng 8 tháng 12, tháng 8 tháng 12. Hôm nay Dũng lại tiếp tục đi hội thảo, và hội thảo thì lần này nó cũng nằm gần công ty thôi, nó nằm ở trên đường Cộng Hòa bên chỗ cái Holiday Inns. Cho nên là hôm nay các bạn sẽ thấy Dũng đi với một cái tuyến đường khác, không có giống tuyến đường ngày hôm trước. Giống như thường ngày, đó là bây giờ thì chạy thẳng lên Cộng Hòa. Chia buồn với mọi người là hôm qua Dũng quay một cái clip dài tới tận 40 phút, nhưng mà Dũng quên mang mic, cho nên là thành ra cái clip đó là clip kịch câm, nên là không có post lên cho mọi người được. Nhưng mà cũng không sao, may là Dũng có quay một cái clip nhiều hơn bình thường. Do hôm trước Dũng đi khám ở bên tai mũi họng vào chủ nhật tuần trước, cho nên là mọi người vẫn thấy clip nó lên đều. Thì ngày mai Dũng cũng sẽ đi khám nhưng mà mai thì Dũng đi khám răng, thì chắc là Dũng cũng sẽ quay thêm một cái clip nữa vào cuối tuần. Như vậy thì mọi người cũng có thể là sẽ có thêm cơm thêm, nhưng hoặc là mọi người sẽ có coi như là thêm clip cả cuối tuần để coi, hoặc là lỡ mà Dũng bận đi công tác này kia thì mọi người vẫn có clip để coi ha. Thì tuần cuối cùng của tháng 12 là Dũng Dũng cũng đi hơi nhiều. Rồi, để coi nào. Mình có một cái câu hỏi mà của một bạn nữ mà mình nghĩ rằng là phải trả lời cho bạn, tại vì nếu không có trả lời cho bạn thì nó sẽ không có hay. Đó là tại vì mình cũng chưa chưa có thể nào mà phát triển một kênh YouTube khác và không trả lời cho bạn, thì bạn phải đợi quá lâu thì không nên. Đó là câu hỏi của bạn Athin 2828. 9 ngày trước thì anh Dũng ơi, theo những gì anh nói thì em biết anh là một người có gia đình và thời gian khá dày cho công việc, nhưng làm sao anh có thể xây dựng mối quan hệ với con cái của anh vậy? Cho em xin cách mà anh dạy con và sẽ dạy con. Ok, là dạy con. Hey. Hey. Hello mọi người. Dạy con là một cái chủ đề khó, tại vì con của Dũng cũng nhỏ, chỉ mới học lớp 1 thôi, nên nói rằng là Dũng là master trong chuyện dạy con thì không phải. Dũng chỉ có thể chia sẻ những cái suy nghĩ của Dũng về cái phương pháp gọi là giáo dục con cái thôi. Và bây giờ chúng ta nghe nhiều cái về về giáo dục này kia lắm, nhưng mà chúng ta và chúng ta thường thì chúng ta có một cái xu hướng là chúng ta sẽ làm những gì mà ba mẹ chúng ta đã làm với chúng ta. Có những cái người bố mẹ rất là khắc nghiệt, nhưng mà khắc nghiệt thì nó cũng giúp cho con nó rèn được cái nếp, và nó cũng 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 đôi khi cũng khá là thành công. Nhưng mà với Dũng thì cách dạy con của Dũng nó không có gì đặc biệt hết. Dũng không có đánh con, không có la mắng con, không giận con. Công việc của Dũng nó khá là đơn giản, đó là chơi với con khi có thể, trò chuyện với con khi có thể, chia sẻ với con khi có thể. Con Dũng thì chắc là mọi người cũng cũng nếu mà là đi chung với cái kênh này nó đủ lâu thì mọi người cũng có thể biết sơ sơ là con Dũng là một đứa trẻ được chẩn đoán là tự kỷ tăng động, và Dũng có một cái thời gian rất là dài vất vả với cái câu chuyện về làm sao để lo và làm sao để cho con phát triển này kia. Và Dũng phát hiện ra rằng những đứa trẻ đôi khi được chẩn đoán là tự kỷ tăng động, hay chẩn đoán là tăng động chậm, gọi là gì đó, tại giảm chú ý vân vân mà mây mây á, thì những đứa trẻ đó là mùa những cái đứa trẻ mà nó có một cái độ thính nhạy với thế giới xung quanh, và nhưng mà đồng thời thì nó
nó không có quan tâm nhiều tới những cái người xung quanh nó, những cái đứa trẻ cùng lứa với nó kết bạn với những thứ khác. Và nó đặc biệt nhạy cảm với các cái thể loại âm thanh này kia, cho nên thành ra thì cái trải nghiệm của con với cuộc sống nó cực kỳ khó chứ không có dễ. Giống như câu chuyện là siêu nhân, mà khi mà bắt đầu phát hiện ra cái năng lực của mình và thấy trời ơi sao mà mình phải chịu tất cả những cái loại âm thanh, rồi mình phải nghe cái âm thanh đó nó trong phòng người ta, rồi chồng đánh vợ rồi này kia, là mặc dù bạn ở cách rất là xa và bạn nghe được. Sorry mọi người. Bạn nghe được tất cả các cái loại tạp âm đó. Trời ơi, Dũng đang còn bệnh mọi người. Và buổi sáng thì Dũng uống thuốc. Thì uống thuốc ấy, nó có một cái tác dụng là nó làm cho cái đàm ở trong cổ nó lỏng ra. Nên thành ra là uống thuốc xong rồi đi lên đây ngồi nói thì cái đàm nó cứ nhảy nhảy trong cổ, nó sẽ bị ngứa cổ. Đó thì cái cách mà mình ứng xử với tình huống đó thì mình có thể give up, mình có thể bỏ cuộc, mình có thể không chịu bỏ cuộc. Nhưng mà cái cách mà không chịu bỏ cuộc nó cũng cũng phải theo một cái lối nào đó mà nó không có tạo quá nhiều áp lực cho con mình, tại vì mình biết bản thân nó đã có rất nhiều áp lực trong cái cuộc sống mình rồi. Các bạn đừng nghĩ rằng là trẻ con không có áp lực nha. Trẻ con có rất áp lực rất lớn, và áp lực rất lớn nó nằm ở kỳ vọng của cha mẹ. Kỳ vọng rằng là con học giỏi, kỳ vọng rằng là con gì đó phải luôn luôn được điểm cao, kỳ vọng rằng là con sau này sẽ lớn lên sẽ không khổ, phải có một cái công việc ổn định. Và nếu như mà học không giỏi thì làm sao có công việc ổn định, đúng không? Đó là một cái suy nghĩ mang tính chất tuyến tính khá là rõ rệt. Thì các bạn mà nếu mà cứ áp đặt những cái kỳ vọng của các bạn vô những đứa trẻ, nó sẽ làm cho mọi thứ nó rất là nặng nề. Và những đứa trẻ đó nó có nhiều áp lực thì nó sẽ có hai cái loại. Một là nó tuân thủ vô điều kiện, nó dễ dàng chấp nhận cái điều kiện của ba mẹ nó, và nó cố gắng nó học, nó làm mọi thứ để cho ba mẹ nó vui. Tại vì chỉ cần thấy ba mẹ nó buồn nó cũng nổi, vậy là nó cố gắng nó làm cho ba mẹ nó vui và nó cố gắng nó học. Cũng có những cái thể loại, những cái đứa trẻ mà nó cảm thấy rằng là cái áp lực đó nó quá lớn và nó sinh ra cái sự phản kháng, và nó phản kháng bằng cách là nó làm điều ngược lại, hoặc là nó phản kháng bằng cách nó trở nên im lặng, không có nói nhiều nữa, không thích nói chuyện nữa. Đó. Các bạn cứ suy nghĩ về những áp lực của cuộc sống đè nặng lên đôi vai của bạn thì các bạn sẽ cảm giác được cái cảm giác của con trẻ khi mà tụi nó còn nhỏ, và tụi nó luôn luôn ngày nào cũng bị tra bài, cũng bị hỏi hỏi han quá nhiều về chuyện bài vở vân vân và mây mây. Theo Dũng thì chúng ta không cần tạo ra những cái áp lực quá lớn đó. Theo Dũng thì chúng ta nên 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 tạo ra niềm vui trong học tập, niềm vui để coi như là cho những cái đứa trẻ nó cảm thấy cái việc học tập là một cái điều gì đó thú vị. Cái niềm vui được để được lý giải tất cả mọi thứ nó xảy ra trong cuộc đời này. Đó. Ví dụ con của Dũng rất hay hỏi Dũng những câu lặp đi lặp lại, tại vì con thích hỏi như vậy chứ không phải là con không biết. Nhưng mà bản chất là con thích hỏi những câu lặp đi lặp lại theo kiểu rằng là gì đó. Daddy, how is the weather today? Kiểu vậy, thì thời tiết hôm nay như thế nào rồi? Rồi hỏi gì đó. Rồi nó hay giỡn theo cái kiểu rằng là play Legos and then go to school and then go home. Mà rõ ràng buổi sáng là nó phải đi đi học chứ nó đâu có được chơi Lego, đúng không? Thì Dũng chỉ cười cho nó, oh no, you have to play Lego, you have to go to school first.
And then you come home and play Lego. Và nó cười rất là nghịch như vậy. Và Dũng không có la con, không có mắng con bất cứ chuyện gì. Nó cho nó được sống một cuộc sống tự nhiên, cho nó được khám phá những thứ nó muốn khám phá. Nó thích đụng vô cái điện thoại thì cho nó đụng vô điện thoại, nó thích chơi thì cho nó chơi. Mình chỉ ngăn nó khi mà nó làm những cái việc mà nó gây hủy hoại tới thân thể, ví dụ giống như là chọt vô ổ điện này kia thì mình phải dặn dò nó rất là kỹ để cho nó không có làm cái điều đó. Đó, chứ còn lại thì những cái việc mà không gây chết người, không gây ra thương tật thì hãy cho con nó thử, không có gây hỏng về mặt trí tuệ hãy cho con nó thử. Dũng mua cái bộ Nintendo game về, xong rồi ăn phải Nintendo, Nintendo Switch về, xong rồi Dũng đem ra cho con chơi, hai cha con ngồi chơi với nhau, chơi đua xe Mario Kart đồ các kiểu, lúc đó con như mới có 4 tuổi thôi. Có gì đâu, nó đâu có mê, nó thấy nó thích. Hôm sau nó hỏi can we play game? Mình nói daddy busy, but daddy want to play with you, so let's wait for the next time. Đó. Thì hai cha con chơi với nhau sao, chứ đâu có gì đâu. Thì nó cũng thấy bình thường mà nó cũng không có đòi. Tức là các bạn biết vì sao mà con nít nó hay mong muốn làm những cái điều mà bạn không muốn nó làm không? Tại vì bạn cấm nó cho nên nó mong muốn làm. Giả sử nó không còn trở nên đặc một cái thứ đặc biệt giống như vậy, tức là những cái điều mà bạn không có cấm đoán, đôi khi bạn cho con thử thì nó chả có lý do gì mà nó phải mong đợi cái chuyện đó quá nhiều rồi. Nói thẳng ra là vậy. Cái sự thôi thúc, cái sự khao khát nhiều khi nó đến từ cái sự cấm đoán hoặc là sự ngăn cản. Thế cho nên Dũng mới nói cái câu chuyện buồn cười đó vậy nè. Đôi khi các cái cặp đôi mà nó yêu nhau, người ta càng cản thì nó càng tiến tới. Bây giờ mới có những cái cặp đang yêu nhau không ai nói gì, người nào cũng thấy ù sao mà hai đứa này nó đẹp đôi bla 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 đồ này kia. Tự nhiên sau thời gian nó thấy tự động tan vỡ. Tại vì các bạn hiểu không? Các bạn càng tạo ra rào cản, các bạn càng tạo ra sự cấm đoán. Nếu như mà các bạn không có hiểu cái đứa con của mình nữa, mà cái đứa con mà thuộc cái loại mà coi như là có một cái sức phản kháng lớn, thì người ta càng quyết cấm đoán, nó càng quyết tâm, và nó càng quyết tâm thì nó càng làm cho bằng được. Nên nếu mình là cha mẹ thì mình đừng có vội áp đặt bất cứ thứ gì. Hãy quan sát con, hãy quan sát cái cách nó phản ứng với cuộc sống, cái cách mà nó hành xử với áp lực, cái cách mà coi như là nó chơi với bạn bè, cách nó chia sẻ hay là nó giữ khư mọi thứ về phía mình. Và khi mà bạn quan sát được thì bạn sẽ biết được cái tính cách của con cái mình, thì bạn hãy cố gắng support để cho con cái mình nó phát huy được thế mạnh của nó, và hãy cùng trò chuyện với con để cho con nó giảm bớt cái điểm mà dở của nó đó. Và quan trọng là bạn phải chơi cùng con, bạn phải để dành thời gian ra, bạn đi cùng con, bạn ngồi cùng con, bạn trở thành người bạn của con. Và cái đó là một cái mà cực kỳ khó đối với rất nhiều người. Đối với Dũng thì đương nhiên cuộc sống của Dũng thì Dũng là người quan trọng nhất với cuộc sống của Dũng rồi. Nhưng mà nếu mà trong cái top 3 những cái thứ quan trọng nhất cuộc đời của Dũng thì đương nhiên luôn luôn phải có con Dũng. Đó. Các bạn dễ hiểu gì đó, trong top 3 là nó có con Dũng. Còn đương nhiên cho cuộc sống của Dũng, Dũng sống như thế nào, Dũng làm như thế nào để Dũng có cuộc sống hạnh phúc, đó là một cái điều quan trọng nhất. Các bạn đừng nghĩ rằng là mình cứ là cha mẹ thì mình phải hy sinh hết tất cả vì con, tại vì nó không cần cái đó. Thực chất nó không cần bạn hy sinh hết tất cả vì nó cần bạn happy. Một đứa trẻ có cha mẹ hạnh phúc, sống vui vẻ, thì đứa trẻ đó sẽ có luôn luôn có cảm giác hạnh phúc. Một đứa trẻ có cha mẹ chia sẻ với nó, chơi với nó như là một người bạn, không có định kiến,
không có áp đặt. Đứa trẻ đó là một đứa trẻ hạnh phúc, tại vì nó có người để nó có thể tâm sự và chia sẻ, nó có cái người để nó biết rằng là khi mà trên giảng đường hoặc là nó gặp khó khăn trong cuộc sống ấy, nó trở về, nó chỉ cần ngồi bên cạnh ba nó hoặc là ngồi bên cạnh mẹ nó mà nó cảm giác là nó đang được coi như là trở về cái góc, cái nơi chốn của mình, và đó là hạnh phúc. Và các bạn thấy những cái gia đình mà ba mẹ rất là hiền, ít coi như là đòi hỏi, ít khó khăn với con đó, những đứa con nó rất hay trở về chơi với ba mẹ, tại vì nó cảm thấy đây là cái nơi mà nó cảm thấy cái cảm giác được relax, được thư giãn. Nếu mà chúng ta tạo ra một cái môi trường gia đình mà nó luôn luôn là áp lực và áp lực mà không có sự thư giãn, không ai dám về. Nếu bạn là một cái người mà luôn luôn khó khăn, cau có, con bạn không bao giờ tâm sự với bạn. Nếu bạn không có quá khó nhưng mà bạn không có quan tâm tới nó, và gì đó, nó nói bạn cũng không để ý, bạn cũng không có hành động để support cho nó, thì nó thấy chả có cái nghĩa vụ gì phải chia sẻ lại cho bạn biết những cái câu chuyện của nó cả. Thì ở đây là một câu nó sáo rỗng nhưng mà nó cũng nghĩ là nó luôn đúng, đó là hãy trở thành một cái người bạn đúng nghĩa của con mình. Và khi mà bạn trở thành một người bạn đúng nghĩa của con bạn, bạn sẽ được kề vai sát cánh với nó, ít nhất là tới hết phần đời của bạn. Còn nếu bạn không phải là người bạn đúng nghĩa với con mình, bạn không có sự cảm thông, bạn không có sự chia sẻ, đôi khi bạn với nó phải làm những cái điều sai cùng với nhau nữa cơ, thì làm sao bạn có thể trở thành một người bạn thân của nó và đi cùng cái suốt cuộc đời nó được? Khó lắm. Bạn có thể là cha mẹ, bạn có thể nuôi dưỡng, nuôi nấng nó lên, nhưng mà trở thành bạn của nó mới là điều khó. Chứ còn làm cha mẹ trong cái nghĩa cha mẹ theo kiểu là tao nuôi mày, tao dạy mày, tao cho mày ăn học, thì cái đó cũng khó. Nhưng mà nó vẫn dễ hơn là cái câu chuyện là làm được chuyện đó và làm luôn được cái câu chuyện là tôi trở thành một cái người bạn và trở thành một cái điểm tựa tốt cho con. Bạn có thể trở thành điểm tựa về mặt tài chính, và bạn cũng có thể trở thành điểm tựa về mặt tinh thần. Và tốt nhất là bạn nên trở thành điểm tựa cho cả hai, tức là bạn có thể hỗ trợ được tài chính nếu cần và hỗ trợ được tinh thần. Nhưng nếu như trong trường hợp bạn không có đủ tài chính để hỗ trợ thì tinh thần vẫn là thứ quan trọng hơn. Bởi vì nếu là một cái đứa trẻ bình thường thì nó sẽ tự kiếm được cách để nó sống và nó tồn tại. Một đứa trẻ mà nó gặp khó khăn về mặt trí tuệ thì nó mới gặp khó khăn trong cái chuyện là kiếm ra được cách để tồn tại. Tại vì bản năng sinh tồn là bản năng có sẵn của con người và bạn không cần phải quá lo. Nếu như mà nó là một cái đứa trẻ không có gặp khó khăn về mặt trí tuệ, không có gặp quá nhiều khó khăn về mặt thể chất, nó sẽ tồn tại. Và chúng ta đừng có đánh giá thấp cái khả năng sinh tồn của con mình. Đó. Đừng đánh giá thấp cái khả năng sinh tồn của nó. Tuy nhiên, nếu mà bạn nuôi nấng một đứa trẻ mọi người đợi cho dùng chút. Nếu mà các bạn nuôi nấng một đứa trẻ mà nó luôn luôn rơi vào cái trạng thái là suffer thì tội nghiệp cho đứa trẻ đó. Hạnh phúc không phải là được ăn ngon, mà được ăn mà có cảm giác ngon. Bạn ăn mà bạn có cảm giác ngon, nó khác với được ăn món thức ăn mà nó ngon. Tại vì ăn thức ăn ngon chưa chắc bạn đã có cảm giác ngon.
Nhưng mà khi bạn ăn một bất cứ một cái thứ gì mà bạn đều cảm thấy trong đó là tình cảm, là sự yêu thương, là một cái sự chăm sóc, có sự chuẩn bị, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Tôi có một cái người bạn mà lớn rồi, bây giờ cũng 40 mấy tuổi, và bạn đó là nữ, cho nên là bạn đó vẫn được ba bạn chăm sóc mỗi ngày, vẫn đi ra lấy xe, đi đổ xăng cho con, rồi gì đó bạn vẫn được ba chăm sóc, giống như là chăm sóc cho ngày đầu bạn còn nhỏ cho tới khi bạn lớn thì ông cũng quan tâm bạn giống vậy. Thì bạn đó là một đứa trẻ may mắn và hạnh phúc, và chỉ ít rằng đến khi mà bạn gặp khó khăn trong cuộc đời, bạn biết có cái nơi để bạn đi về, bạn biết rằng là bạn đi trở về nhà cái là bạn sẽ trở thành một người đặc biệt trong cái căn nhà đó. Và cái cảm giác mà vẫn là một cái điều gì đó mà mình vẫn là đặc biệt trong mắt ai đó, nó tuyệt vời đó. Thì Dũng nghĩ rằng là nuôi dạy con cái nó là một nghệ thuật. Mà Dũng nghĩ mà làm cái gì mà làm hay thì nó đều là nghệ thuật cả. Ví dụ giống như là quản lý công ty, mà quản lý mà hay ho, tốt, nó là nghệ thuật. Cốt mà cốt đẹp, chỉnh chu, dễ bảo trì, dễ sửa chữa, nó cũng là một nghệ thuật. Cho nên là cái gì mà làm thiệt là hay, làm thiệt là tốt thì nó là một cái some kind of art. Và các bạn biết rằng là giữa cái việc mà làm ra được tốt và làm hay á, thì cái làm hay nó tốn kém cái thời gian và công sức hơn rất là nhiều. Cho nên á, là làm cha mẹ tốt thì cũng khó, nhưng mà nó vẫn dễ hơn là làm cha mẹ hay. Đó. Làm cha mẹ hay thì coi như là con cái nó kể về cha mẹ mà nó, mình nói thẳng là gì đó, kể chắc không hết, tại vì người cha mẹ hay nó có nhiều cái nó tuyệt vời lắm. Đó. Thì mình không có, sẽ không có nói với bạn rằng là bạn gì đó làm gì với con cái, mình chỉ muốn nói rằng là bạn hãy dành thời gian cho nó, hãy chia sẻ cùng nó, hãy đừng quá tạo nhiều áp lực cho con, thay vì đó hãy chơi cùng với con đó. Nếu con bạn không phải là những người học hành quá giỏi thì hãy học cùng với con, nhưng mà học cùng với con ở đây là không phải là học theo cái lối gọi là sao mày ngu vậy, mày mà làm cái câu này mà tao chỉ mày cái chục lần rồi mà mày không làm ra, sao mày ngu quá vậy, thì không phải ha. Cái đó là tạo ra áp lực ngang cho người ta đó các bạn. Thì các bạn hãy cùng chơi với con, cùng chiêu đùa. Con Dũng mà làm sai, Dũng kêu oh no, you make a wrong answer, we need to do it again. Và nó rất là vui, tại vì nó thấy Dũng cười. Nó thấy Dũng cười là tại vì nó làm sai. Và khi mà nó thấy Dũng cười như vậy á, nó còn cố tình nó làm sai thêm vài lần nữa, Dũng lại càng buồn cười hơn nữa. Các bạn có hiểu cái điều đó không? Học nó phải vui chứ, học mà coi như mà bị ép uổn thì còn gì vui, đúng không? Và Dũng thì rất là lười, nói thiệt, trong cái chuyện kèm con học thì Dũng không có kèm. Dũng là lúc nào mà vợ Dũng bắt kèm thì Dũng mới kèm, chứ còn Dũng không kèm, Dũng nói trời ơi lói gì. Nó sẽ học được và nó sẽ làm được, vậy thôi. Bây giờ nó học tiếng Anh thì chắc là khó mà dỡ được, nhưng mà nó học tiếng Việt thì nói thiệt là nó học tiếng Anh, nó đọc tới 38 cuốn truyện tranh tiếng Anh rồi đó. Mà khi mà hiện tại bây giờ nó mới có 6 tuổi thôi các bạn. Mà tiếng Việt thì nó toàn là bỏ sai dấu, mà ví dụ giống như thiếu dấu nặng đồ này kia, xong rồi mẹ nó lo, nó không biết là coi như là nó có được qua được cái điểm 5 môn tiếng Việt hay không. Nhưng mà không, bên đó thì không có điểm 5, nó ABCD. Thì Dũng nói rồi sẽ quan tâm gì, rồi thì nó cũng sẽ học được thôi. Chẳng qua là bây giờ phải suy nghĩ là như thế này, nó đang là một đứa trẻ nói tiếng Anh và đang học tiếng Việt.
cho nên là đừng có mong chờ mà nó bỏ dấu trúng này kia kệ đó. Cái đó cô giáo sẽ giúp nó, còn nếu mà trong trường hợp mà mình thấy nó làm sai thì mình sẽ nhắc nó, nhưng mà không có gì phải panic đó. Thì nó là vậy, hình như là gần tới đó mọi người. Dũng phải đi chậm chậm tại vì Dũng không có nhớ cái sáng nay bây giờ là 7:41 đây. Sáng nay gì đó trời nó hơi mờ cho nên thấy rồi, Holiday Inns, không in in à, chứ không phải Inns. Thì các bạn nuôi 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 dưỡng mình, tạm thời mình bỏ qua cái chữ nuôi dạy nha, mình nói là nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng con cái nó là một cái không dễ. Và đương nhiên là chúng ta phải học mỗi ngày, và Dũng cũng không có nói là cách làm của Dũng nó đúng, và Dũng cũng không có dám nói là cách làm của bạn là sai hay là sao. Đối với Dũng thì chúng ta hãy làm và hãy trải nghiệm và hãy sửa, hãy fix lỗi, đừng có quá cứng đầu, đúng không? Và đặc biệt là đừng có tuyên chiến với những đứa trẻ. Anh ơi, mình đổ xe ở đâu vậy anh? Làm hội thảo ở đây nè. Mình hội thảo mà chạy thẳng ở đây quẹo phải để xe dưới hầm, cái mình lên đường sau luôn có người đón. Dạ, cảm ơn anh. Đó. Thì một buổi sáng nó sẽ khá là vất vả khi mà cứ ho 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 và ho. Nhưng mà sắp rồi, thuốc thuốc gần xong rồi. Đây là khu vực của Dũng sẽ gửi xe ở dưới hầm các bạn. Republic Plaza, lối vào tầng hầm. Đây là lối vào hầm. Coi có quán cà phê nào đẹp không, vô ngồi uống cà phê cốt buổi sáng cho đời nó vui vẻ cái coi. Tại vì giờ chưa tới giờ hội thảo đâu. Cũng wow, cái tầng hầm này nó có vẻ nó to nha. Không, đường vào vô tầng hầm này cũng sướng nữa. Đường khá là bự. Có nhiều cái tầng hầm ở trên chỗ trên quận 1 mà mấy cái khách sạn 5 sao. Khó thở rồi luôn. Nhỏ xíu. Mình đi hội thảo bạn. Mình đi hội thảo. Đi hội thảo. Bên chỗ bên in đó. Đâu đâu cũng được luôn. Cảm ơn. Đây, đậu vô đây. Hay là tới đầu kia luôn đi. Để mình tới coi thử ha. Tới đầu kia luôn, tại vì mình nghĩ rằng là nó sẽ, mình đi xuống ở đây mình lên đầu kia, đúng rồi, tới đầu kia luôn. Đây. Maybe this is the right one.
nhiều xe thế chứ hả? Đây chắc là có nhiều người đi làm lắm hay sao? Người ta ra một chút để cho có cái chỗ cho nó thoải mái. Ok mọi người, mình đã tới Holiday Inn và bây giờ mình sẽ đi làm một ly cà phê buổi sáng. Sau đó phải đòi công ty đó, chứ 8 tiếng mà để xe ở đây chắc là cũng phải hết gần 200 ngàn. Chắc không tới. Rồi, bye bye mọi người. Hẹn gặp mọi người trong clip sau.